rồi thì tháng năm này điều tiết nhất của mình là tử tế với bản thân. Nó trễ quá, mình cứ suy nghĩ à, cứ sống vì người khác. Cứ sống vì người khác, mình cứ suy nghĩ là cứ sống vì người khác, làm những điều tốt đẹp cho mọi người thì cảm thấy nó hay ho hơn. Nhưng mà đến bây giờ thì mình lại nghĩ lại, may mắn mình là còn kịp tử tế với bản thân. Đấy, thì như mọi người thấy thì năm tháng này có gì để tiếc không? Mấy miếng cà, rồi một ít rau, rồi cục thịt, cơm thì nấu hồi nãy rồi. Nhưng mà ở đây thì nó hơi ruồi. Cả sao? Ruồi nó đâu có đậu vô cái phần nóng nóng được đâu. Bây giờ mình thử cái nồi cơm má thạch xanh. Nồi cơm thạch xanh. Ok, cũng có chảy đấy. Đây. Cháy mà nó cháy quá, nó bị đậm màu quá, kệ nó, mình không ăn phần đó. Cũng hợp lý là phép. Thì trước thì mình ăn thịt nướng không với rượu. Rượu đó là rượu nhỏ ấy, dầu tầm, rất là ngon, rất là phê. Còn cái cảm giác như thế nào thì hãy uống đi sẽ biết. Cà chua chín. Ăn cơm không cũng ngon. Mày điên hả? Đồ uống chó. Còn lửa, còn than thì mình cứ chờ thôi. Vì phải nóng vội rồi cho nó cháy đi cái phần ngon. Không chờ được mà, tốt thôi, rùi quá. Trời ơi, trước khi ăn cúng rồi mà rùi dữ vậy. Cơm và uống cà phê nó cũng liên quan lại cái nhái rồi. Cứ thử thôi, thử tất cả những gì mà mình có thể nghĩ ra. Nếu bỏ đi bầu trời thì ở phía trước rất là xanh. Nếu bỏ đi những cái thứ lòng thầm rườm rà thì cuộc sống này đẹp đấy. Đùa đâu. Xong rồi lửa lại cháy và mình lại chơi. Mặt trời nó đang cách mép của đỉnh núi khoảng nhiêu đây. Vậy nha, mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây. Hẹn gặp lại chồng vào ở cái clip sau. Bye bye. Ăn cái đã. Nhớ subscribe ở đâu ta? Nó trên cái màn hình subscribe đây. Ở đây đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây đốt là đốt. Nói về cái nói gì quên ta, từ tí nhớ ra nói tiếp điên.